Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin thông báo cho các bác biết là hàng của em đã về rất nhiều. Hôm nay em sẽ giới thiệu, tối ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác điểm qua một số những dòng loa cho các bác chơi. Trước mắt các bác đang là một đôi loa cực kỳ đẹp, ở đầu video em sẽ giới thiệu các bác. Một đôi loa cổ cực kỳ đẹp các bác nhé. Ê, lưới ê căng rất là đẹp, thùng vách đẹp mỹ mãn luôn. Các bác đôi bác 25. Các bác để mà trang trí hay là nghe nhạc hay tuyệt vời loa cổ. Nó tên là Diatone các bác. Loa Diatone cổ các bác nhé. Các bác nhìn đây. Rất là đẹp từ ê căng. Đẹp mỹ mãn luôn. Cái núm này là hơi mút một tí, em có thể lôi ra được. Nói chung là cơ bản là đẹp mỹ mãn các bác. Cái dòng này mà nghe nhạc cổ thì hay thôi rồi các bác. Và các bác nhìn bày rất đẹp, bày so với đôi Akai dưới không thua kém luôn. Các bác nhìn đây. Và đôi này tình trạng rất đẹp, em chưa vệ sinh. Còn nguyên cả tem đây. Tem số lô, số dập của nhà sản xuất. Các bác nhìn đây ạ. Rất tuyệt vời. Và đôi này rất có giá trị sưu tầm rất cao. Để em xem nốt cái đằng sau thôi các bác. Mã số là 801 này. Để em xem. Đây, 820, 810 và 820 cùng nhau các bác nhá, trùng CD. Các bác phải nhớ đôi loa cực kỳ đẹp, rất giá trị sưu tầm rất cao. Và bác nào nhanh tay lấy đôi loa này, em để cho các bác giá chỉ có 4.200.000 đồng. Sưu tầm rất là đẹp các bác nhá. Chỉ để cho các bác giá 4.200.000 đồng đầu video. Các bác nhìn thấy đôi loa rất là đẹp. Và đôi loa này nó mang giá trị sưu tầm rất cao các bác. Các bác nhìn thấy ạ, rất là đẹp, em chưa vệ sinh. Chung là rất đẹp các bác nhé. Những cái này là cái bẩn này, em có những cái keo này có thể lau được các bác. Nói chung là đôi loa mà nó rất là cổ mà nó như này là rất là đẹp rồi các bác. Đấy, chưa vệ sinh, nguyên bụi. Đấy, để cho các bác 4.200.000 đồng trưng bày để nhà rất đẹp luôn. Đó. Và em có một đôi buxel khủng của Sony. Tép điện và củ rất to. Con này trong cái này mới đánh rung cả nhà các bác nhé. Buxel rất là chất lượng con buxel này. Nặng trịch, tất nhiên là rất đẹp rồi các bác. Buxel rất là hay, đẳng cấp của Sony. Đó, đôi loa này em chưa báo giá bởi vì là em phải vệ sinh các thứ đã lên sóng cho các bác chơi. Và báo giá cho các bác biết là nhà em về rất nhiều loa ở ngoài này đây. Những đôi loa tầm 3.500.000, 3 triệu, rất nhiều. Các bác nhìn đây, em về một đôi Diatone đẹp, đẹp không tì vết các bác. Đôi Diatone quá tuyệt vời. Cho các bác xem đấy. Em chưa vệ sinh nhá, các bạn nguyên bụi đấy ạ. Diatone rất đẹp. Diatone DS261 rất đẹp các bác. Cây căng này. Và đôi loa này, các bác đến đây lấy những đôi loa cổ này về chơi nghe nhạc trữ tình rất hay các bác. Đây, những đôi chỉ có 3.500.000 rồi thì 4.000.000 rất nhiều. Và một đôi Technic đây, em chưa vệ sinh. Các bác lưu ý đây, những đôi loa em về chưa vệ sinh các bác nhé. Tiếng rất hay, tình trạng rất đẹp, nhưng mà đây là bụi. Các bác em vệ sinh em báo cho các bác luôn. Hàng như nào báo như thế, về là rất đẹp. Đôi này nghe nhạc rất mềm tiếng và tép giấy, tiếng trong trẻo. Đấy, những đôi này rất hay. Bác nào có nhu cầu đến nhà em. Và một đôi Yamaha nữa, cực kỳ đẹp. Toàn đôi loa đẹp thôi, thùng rất đẹp. Em có một đôi loa của gia công, loa được làm bằng thủ công các bác. Đây ạ, đôi loa làm thủ công và làm bằng tay, nên là ở đằng sau có lưu ý, tem lưu ý đây. Sản phẩm được chế tác bằng tay đấy ạ. Một đôi rất là tuyệt vời các bác nhìn đây, TS17, để cho các bác giá 6.800.000 đồng. Các bác nhanh tay, đôi loa này quá đẹp luôn. Gỗ la cực kỳ nặng và tiếng bass, tiếng trùng nghe thôi rồi. Các bác nhìn đấy ạ, nó chế tác bằng tay các bác nhá. Đôi loa chế tác 100% bằng tay luôn, từ cái thùng gỗ cho đến tất cả mọi thứ, từ củ loa thứ chế tác bằng tay hết. Và tình trạng thì đẹp tuyệt vời, vừa về xong. Các bác nhìn đấy ạ. Đôi này trên thị trường giá về tầm từ 9 đến 10 triệu tùy thời điểm, nhưng mà đây em về theo lô. Các bác nhá, về theo lô nên giá nó được tốt, tình trạng cực kỳ đẹp. Đẹp không tì vết. Đó. Các bác nhìn đấy ạ, bụi bẩn. Rồi. Thì đôi loa để các bác là 6.800.000 các bác nhé. Bác nào nghe nhạc trữ tình chấm hết luôn.
Và xin thông báo các bác là âm ly của em về rất là nhiều. Âm ly của em về rất nhiều nhưng mà em chưa thời gian mở hết ngoài sân đấy. Thì các bác mà được chờ đợi những sản phẩm giá rẻ và những cấu hình tầm 5 triệu, 7 triệu, 4 triệu hay là 8 triệu thì sắp sửa rất nhiều cấu hình rất hay để lên cho các bác. Và mong các bác hãy chú ý đón xem và bấm chuông theo dõi cũng như là chia sẻ. Đây cũng có một đôi Columbia này các bác, một chung, một tép sấy hết và một cái bát 27. Rất là hay các bác. Đôi này các bác nào lấy để cho các bác giá luôn. Đôi rất hay, để các bác giá chỉ thùng vách rất đẹp. Các bác để các bác giá chỉ 4.300.000 đồng. Các bác lấy đôi Columbia rất là hay. 4.300.000 đồng các bác. Hai chiếc đây các bác. Hai chiếc đó. Ê căng cái thứ mặt mũi đẹp. Mê ly luôn. 4.200.000. Rồi bác nào lấy gì nhắn tin cho em nhé. Và ở video clip này em xin thông báo giá như vậy thôi. Em xin dừng video tại đây. Thì khả năng là tối nay em sẽ có lên một số các sản phẩm. Và đây là chiếc âm ly xuất Mỹ, âm ly Mỹ Vector, Vector Sud Receiver của Mỹ. Mà không hiểu tại sao từ hôm qua đến hôm nay thì các bác công suất rất là lớn, đánh rất nhiều dòng loa mà các bác không ai điện cho em. Con này em hôm qua em đến sóng. Bác nào muốn tìm chiếc âm ly hay mà giá nó tầm tiền, đây em lấy các bác chỉ 6 triệu thôi. Âm ly rất độc và lạ, hay các bác nhá. Receiver nguồn rất lớn. Đây các bác 6 triệu thôi. Chất âm thì trong trẻo vô cùng. Đấy bác nào lấy nhanh tay lấy con âm ly rất đẹp các bác. Rồi em xin dừng video tại đây. Nó màu xám các bác nhá. Màu xám xám rất đẹp. Màu xám rất đẹp. Đây có đèn khi hát nó nháy nháy là đẹp lắm các bác. Chung âm ly rất đẹp và hay. Âm dòng xuất Mỹ. Rồi, em xin dừng video tại đây. Bác nào có nhu cầu gì hãy nhắn tin cho em. Xin chào các bác ạ.